tớ đang lạnh rụt hết cả người lên rồi đây này. Cậu mới hâm ý, nóng mà. Này, các cậu thấy trời đang nóng hay đang lạnh? Đang ngồi điều hòa mát rượi như thế này, chả nóng mà cũng chả lạnh, thích hợp để tớ đi ngủ. Này nhá, tự nhiên á, nóng lạnh thất thường, cẩn thận bị cảm lạnh với trúng gió đấy. Ờ, không, theo như tớ biết á, thì nếu mà trúng gió với cảm lạnh thì người phải khó chịu, cơ phải đau mỏi và phải chán ăn cơ. Ừ, tớ vẫn thấy bình thường, không mệt mỏi, không khó chịu mà vẫn thèm ăn. Chẳng nhắc mới nhớ, gói bim bim của tớ đâu rồi nhỉ? Thế rốt cuộc là bọn mình thì làm sao nhở? One hour later. Cậu đã chưa? Chưa. Bọn tớ không thể. Lạnh quá. Làm thế nào với hai cậu ấy bây giờ nhỉ? Tâm Anu, hả? Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay do ảnh hưởng của rìa đông 41 độ, mọi người lưu ý hạn chế ra đường để bảo. Ngoài đường đang 41 độ á? Báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa có một khối khí lạnh khổng lồ tràn về đập tan cái nắng 41 độ ban nãy, nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 10 độ và sẽ còn tiếp tục giảm mạnh. Hiện tượng thay đổi nhiệt độ đột ngột này chưa bao giờ xảy ra. Mọi người ơi, sao cậu khóc mà không thấy nước mắt đâu mà lại chỉ còn thấy đá tiết rơi?
nỉ và kèm chắc chắn là một sự kết hợp kỳ quặc. A few moments later. Cậu ăn đi. Của tớ là bánh mì ở trên dưới hết tương ớt. Nghe thôi đã thấy nóng rồi. Thử thôi. Món bánh mì này, bánh mì thì giòn giòn. Tương ớt thì cay cay. Ăn xong ấm hết cả lòng. Ăn nữa ăn nữa. Thế các bạn thì thấy sao? Các bạn thích món bánh mì nướng tương ớt của Annie đâu? Hay là món bánh mì kem kem của tớ? Các cậu hãy comment bên dưới nha. Của tớ ngon cực. Của tớ cũng rất kỳ lạ và ngon nha. Ôi, gì đấy? Kẹo muối ớt thanh lành. Nhầm rồi, nhầm à. Đây là đây mới đúng rồi. Đây rồi, kẹo nhân si rô hương thảo dược mắt này. Ôi, kẹo vị muối ớt chua chua cay cay ngon rất ngây. Đặng cái mức tớ dùng mình luôn.
Mướp đắng ướp lạnh rất giòn, có vị hơi đắng đắng một chút nên sẽ phù hợp với những bạn nào mà thích ăn đắng. Hơn nữa, mướp đắng còn tốt cho sức khỏe, thanh lọc cơ thể luôn. À, ăn món này với ruốc thì lại càng tuyệt vời hơn đấy. Đúng là những con người có khẩu vị kỳ lạ. Món lẩu tóc của tớ nhá, vị cay cay vừa phải này, tất cả các nguyên liệu được nêm nếm rất là vừa bạn luôn.
gì nữa. Ui, mì Hàn Quốc nổi tiếng là siêu ngon luôn đấy. Trở nên bổ ích hơn bằng cách học tiếng Anh với Leobook nhé. Đặt mua ngay tại leoleo.edu.vn. Đừng quên đăng ký kênh Leoleo để nhận được video mới mỗi ngày nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần, các em đừng bỏ lỡ nha.